người việt cùng mỹ còn trung quốc thì cứ mỗi lần tổng thống hay một bộ trưởng mỹ đến việt nam ông ta sẽ trở thành một ngôi sao đi đến đâu cũng được người dân săn đón họ phấn khởi đứng chờ vài tiếng đồng hồ chỉ được nhìn thấy những clinton bush obama trump hay biden nhưng khi lãnh đạo trung quốc đến việt nam vì lý do nào đó chúng ta ít khi nào thấy sự nồng nhiệt từ người dân tuy mỹ và trung quốc đều là cường quốc hàng đầu và cả hai đều là đối tác quan trọng nhưng việt nam chỉ cùng mỹ tại sao nếu phải tóm gọn cho một câu thì đó là Mỹ là biểu tượng cho tất cả những gì người Việt Nam mong muốn nhất trong cuộc sống. Hệ thống điều hành cởi mở, chủ nghĩa tư bản và tự do, giáo dục khai phóng, phim ảnh đỉnh cao, công nghệ mới, luật pháp nghiêm minh, bình đẳng trước pháp luật và cơ hội làm giàu từ bàn tay trắng. Đó là vì sao mỗi lần chạy qua đường Lê Duẩn, bạn sẽ luôn thấy người xếp hàng dài để chờ phỏng vấn, bởi vì ở Việt Nam giấc mơ Mỹ chưa bao giờ chấm dứt còn trung quốc tuy là nền kinh tế lớn thứ hai và đang khẳng định vị thế nhưng chúng ta khó miêu tả và khó có cảm giác tương tự như với mỹ bởi vì trung quốc chỉ có tiền và quyền lực nhưng họ lại thiếu những yếu tố quyến rũ con người cho nên